với mục tiêu mang tới sân chơi bổ ích cho các gôn thủ nhí trên cả nước, đồng thời giúp các em có cơ hội cọ sát và học hỏi những kinh nghiệm quý báu. Tập đoàn BRG đã quyết định sẽ đồng hành cùng tạp chí Gôn Việt Nam tổ chức giải gôn trẻ mang tên BRG VGM Junior Golf Championship trong 3 mùa giải liên tiếp từ năm 2018 tới năm 2020. Năm nay, giải sẽ được tổ chức tại sân King Course với sự tham dự của khoảng 50 tay gôn nhí có độ tuổi dưới 18. Tập đoàn BRG mong muốn đưa golf Việt Nam đạt tới một tầm cao mới, cũng như giúp môn thể thao này trở nên phổ biến hơn với đông đảo người dân. Giải golf BRG VGM Junior Golf Championship lần đầu tiên sẽ được diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2018. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Trong một vài năm trở lại đây thì môn golf ở Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng kể cả về lượng người chơi lẫn những sân golf. Và để giúp cho golf nước nhà có được một sự phát triển bền vững hơn nữa thì ngày hôm nay tập đoàn BRG và tạp chí Golf Việt Nam đã tổ chức buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ để trở thành nhà đồng tổ chức giải golf trẻ Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Với mục tiêu mang tới sân chơi bổ ích cho các gôn thủ nhí trên cả nước, đồng thời giúp các em có cơ hội cọ sát và học hỏi những kinh nghiệm quý báu, tập đoàn BRG đã quyết định sẽ đồng hành cùng tạp chí Golf Việt Nam tổ chức giải gôn trẻ mang tên BRG VGM Junior Golf Championship trong 3 mùa giải liên tiếp từ năm 2018 tới năm 2020. Năm nay, giải sẽ được tổ chức tại sân King Course với sự tham dự của khoảng 50 tay gôn nhí có độ tuổi dưới 18. Tập đoàn BRG mong muốn đưa golf Việt Nam đạt tới một tầm cao mới, cũng như giúp môn thể thao này trở nên phổ biến hơn với đông đảo người dân. Ngoài ra, với sự đồng hành của tập đoàn BRG, phong trào golf trẻ tại đây sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái hệ thống sân golf rất là chuẩn mực và đẳng cấp của tập đoàn BRG thì chúng tôi sẽ tạo ra cho các gôn thủ nhí những cái trải nghiệm khác nhau và sẽ các cháu sẽ có nhiều các cơ hội để có thể khám phá những cái sân gôn đẹp và cũng rất là thách thức. Giải gôn BRG VGM Junior Golf Championship lần đầu tiên sẽ được diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2018. Đơn vị thành viên của tập đoàn BRG đã ký biên bản ghi nhớ với tạp chí Golf Việt Nam, trở thành nhà đồng tổ chức giải golf trẻ trong 3 năm 2018-2019-2020, giải đấu chính thức mang tên BRG VMG Junior Golf Championship. Giải năm nay được tổ chức tại sân golf King Course trong 2 ngày 27-28 tháng 10 năm 2018. Dự kiến sẽ thu hút 50 gôn thủ nhí từ 18 tuổi trở xuống là trẻ em Việt Nam, trẻ em nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam tham gia thi đấu. Đây là một trong hàng loạt những cam kết mạnh mẽ của BRG Golf nhằm góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và ngành golf nói riêng. Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BRG Golf, một đơn vị thành viên của tập đoàn BRG và tạp chí Golf Việt Nam đã được diễn ra. Với bản ký kết này, trong 3 năm tới, từ năm 2018 đến năm 2020, chuỗi giải golf mang tên chính thức BRG VMG Junior Golf Championship sẽ được ra đời. Đây là giải đấu nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào golf trẻ tại Việt Nam. Chúng tôi thấy đây là một dự án quan trọng cho tương lai của các golfer Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có những chương trình dành cho cả lứa U16, cho phép các em nhỏ dưới 16 tuổi tiếp cận golf một cách dễ dàng ở trung tâm của tập đoàn PRG. Và việc ký kết thỏa thuận với tạp chí Golf Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến thành công lớn. Tôi nghĩ thỏa thuận này sẽ không chỉ kéo dài 3 năm mà còn có thể là 10 năm sau vì tương lai các golf thủ Việt Nam. Dự kiến giải golf trẻ PRG VMG Junior Championship sẽ thu hút được 50 vận động viên nhí từ 18 tuổi trở xuống tham dự thi đấu. Giải năm nay cũng sẽ được tổ chức tại sân golf độc đáo 19 hố King Course thuộc câu lạc bộ golf đẳng cấp thế giới PRG King Iceland Golf Resort. Thời gian diễn ra giải đấu dự kiến trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10. Một
thành viên của tập đoàn BRG chuyên quản lý các sân golf đẳng cấp hàng đầu Việt Nam và tạp chí Golf Việt Nam đã cùng nhau ký kết để trở thành nhà đồng tổ chức của một giải golf trẻ có tên là BRG VGM Junior Golf Championship. Giải đấu này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào golf trẻ tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. BRG VGM Junior Golf Championship là cam kết đồng hành dài hạn của nhà phát triển sân golf hàng đầu Việt Nam, tập đoàn BRG với tạp chí Golf Việt Nam VGM nhằm thúc đẩy sự phát triển của golf trẻ Việt Nam. Với sự hỗ trợ của BRG Golf, BRG VGM Junior Golf Championship sẽ là một sân chơi bổ ích cho các golf thủ nhí trên cả nước có cơ hội cọ sát, giao lưu học hỏi và có nhiều trải nghiệm thi đấu quý báu tại các sân golf chuyên nghiệp. Tập đoàn BRG cam kết đồng hành và phát triển cùng golf trẻ. Chúng tôi nhận thấy golf sẽ giúp cho trẻ phát triển toàn diện và quan trọng hơn nữa là các golf thủ trẻ chính là tương lai của golf Việt Nam. Sự kiện ký kết ngày hôm nay sẽ mang tới sự hỗ trợ và điều kiện thi đấu tốt nhất cho các tay golf trẻ Việt Nam. Và cam kết của chúng tôi không dừng lại ở 3 năm mà có thể 10 năm và lâu hơn nữa. Chúng tôi luôn cho rằng golf trẻ là tương lai của golf. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn luôn ủng hộ và mong muốn đóng góp được vào sự phát triển của golf trẻ tại Việt Nam. Và cái sự kiện ký kết bản ghi nhớ ngày hôm nay giữa tập đoàn BRG và tạp chí Golf Việt Nam là một cái bước rất là quan trọng để có thể hiệp sức lại với nhau trong cái việc phát triển phong trào golf trẻ tại Việt Nam. Giải golf trẻ BRG VGM Junior Golf Championship 2018 sẽ được tổ chức lần đầu trong 2 ngày từ 27 đến 28 tháng 10 năm 2018 tại sân golf King Coast thuộc câu lạc bộ BRG Kings Island Golf Resort. Dự kiến giải đấu này sẽ thu hút 50 golf thủ nhí từ 18 tuổi trở xuống là các trẻ em Việt Nam, trẻ em nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam tham gia thi đấu. BRG Golf đã ký biên bản ghi nhớ với tạp chí Golf Việt Nam, trở thành nhà đồng tổ chức của giải golf trẻ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020. Giải đấu sẽ mang tên chính thức là BRG VGM Junior Golf Championship, nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào golf trẻ tại Việt Nam. Năm nay, giải đấu sẽ được tổ chức tại sân golf độc đáo 19 hố King Cross trong 2 ngày 27, 28 tháng 10. Phát biểu tại lễ ký, ông Mark Reed, giám đốc khối phát triển kinh doanh golf của tập đoàn chia sẻ: "Đây là một trong hàng loạt những cam kết mạnh mẽ của BRG Golf cũng như của tập đoàn BRG nhằm góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành golf nói riêng. Dự kiến giải đấu năm 2018 sẽ thu hút 50 golf thủ nhí từ 18 tuổi trở xuống là các trẻ em Việt Nam, trẻ em nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.